Sáng nay ngày 15 tháng 12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức họp chỉ đạo ứng phó với cơn bão Rai. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với các bộ ban ngành và 20 tỉnh, thành phố, khu vực Trung và Nam Bộ. Theo nhận định của các chuyên gia, bão Rai sẽ rất mạnh khi vào Biển Đông. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cường độ cực đại của bão Rai có thể đạt cấp 13, cấp 14, giật cấp 16. Trong ngày 17 tháng 12, ở phía Bắc không khí lạnh tăng cường, nên khi vào gần bờ, bão có khả năng suy yếu. Tuy nhiên, các dự báo hiện nay đều nhận định bão suy yếu không nhiều. Ngoài ra, bão cũng có khả năng đổi hướng lên phía Bắc khi đi vào kinh tuyến 113-115. Trước diễn biến của bão Rai, từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 12, các tàu thuyền hoạt động trên biển sẽ có tiềm ẩn nguy cơ gặp rủi ro. Đến ngày 19 tháng 12, gió mạnh do bão sẽ làm ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển. Dự báo, bão sẽ ảnh hưởng vào đất liền vào khoảng ngày 20 tháng 12. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cũng như các đài dự báo quốc tế đang khá đồng nhất về dự báo cường độ, đường đi, khu vực đổ bộ của bão Rai. Đây là cơn bão cuối mùa của năm 2021, nên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đưa ra 3 kịch bản ứng phó với cơn bão này. Cơn bão này là cơn bão lớn, chúng ta cương quyết không để cho tàu thuyền còn vãng lai ở trên biển, kể cả là những tàu thuyền đánh bắt ở ven bờ. Thứ hai nữa là đối với tàu thuyền ở trên biển, tôi xin đề nghị Bộ Ngoại giao sẵn sàng chuẩn bị có công hàm gửi tới các quốc gia và vùng lãnh thổ để tạo điều kiện cho ngư dân Việt Nam trú tránh. Bộ Tư lệnh Biên phòng chuẩn bị sẵn sàng bắn pháo hiệu trên toàn bộ tuyến ven biển để thông tin cho tàu thuyền của chúng ta được trú tránh. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các tỉnh ven biển cần kiên quyết không để người dân ở lại lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trên biển. Tại các khu neo đậu tàu thuyền, sơ tán nhân dân, chính quyền địa phương cũng cần có phương án chẳng chống tàu thuyền an toàn, tuyệt đối không để ngư dân ở lại trên thuyền để trông giữ tài sản. Đối với khu vực sơ tán dân, cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19.